Trường Giang tiết lộ lý do giảm 11 kg vì một người, nhưng không phải Nhã Phương. Nam danh hài dần có được vóc dáng cân đối. Động lực nào khiến Trường Giang giảm cân? Thì ra là nhân vật nhí quyền lực nhất nhà. Trong những lần lộ diện gần đây, Trường Giang khiến nhiều ngỡ ngàng vì có màn lột xác, thay đổi vóc dáng ngoạn mục. Trong một sự kiện, ông xã Nhã Phương cho biết đã giảm được 11 kg nhờ vào tập luyện và ăn uống. Nhã Phương là người kiểm soát, đồng hành cùng chồng trong cả quá trình thay đổi ngoại hình vừa qua. Tuy nhiên, mới đây, Trường Giang bất ngờ tiết lộ lý do khác khiến anh giảm cân nhanh chóng là vì một nhân vật nhí nhưng vô cùng quyền lực. Theo đó, Mười Khó đã đăng tải clip chăm con trai lúc 2 giờ sáng kèm chia sẻ giờ khóc giờ cười, lý do giảm 11 kg của tôi là đây. Trong clip, nhóc tí liên tục mè nheo, đùa dẫn rồi bò loanh quanh khắp nhà chứ không chịu ngủ khiến bố Bỉm cũng phải thức giấc theo. Trường Giang đã dùng 101 chiêu nhưng cũng không thể thuyết phục con trai trở lại giường để ngủ. Thậm chí, có lúc nam danh hài bất lực nằm ra sàn, còn em bé vẫn vô tư vỗ tay, chơi đùa bên cạnh. Chứng kiến khoảnh khắc hài hước này, Nhã Phương trêu Trường Giang, áo anh có chữ quyền năng, ông bố quyền năng ha, quyền năng là hợp lý á. Hiện tại, Trường Giang cho biết từ 74 kg giảm chỉ còn 63 kg, Nhã Phương tiết lộ chồng vẫn còn mục tiêu khác cần cố gắng. Mỗi khi ăn uống món gì, Trường Giang đều chụp lại để gửi cho Nhã Phương duyệt. Trường Giang cho biết giảm cân để di chuyển nhanh nhẹn, linh hoạt hơn khi tham gia các show thực tế. Ngoại hình hiện tại của Mười Khó cũng trông trẻ trung, năng động hơn. Trường Giang và Nhã Phương nên duyên vợ chồng vào hồi tháng 9 năm 2018 sau khoảng thời gian dài hẹn hò. Bên cạnh sự nghiệp thì công chúng còn dành sự ngưỡng mộ trước cuộc sống viên mãn của cả hai. Cặp đôi hot nhất nhì VBiz đón con gái đầu lòng vào tháng 1 năm 2019, 4 năm sau thì đó em bé thứ hai. Trường Giang và Nhã Phương chia sẻ thêm, nếu như bé Destiny được đặt tên thật là thiên ý vì mọi việc theo sự sắp xếp của ông trời, thì bé thứ hai được gọi là Hope vì cả hai đặt nhiều hy vọng con sẽ là người tử tế và ngoan hiền. Trong hai lần vượt cạn, Trường Giang đều vì lý do bất khả kháng mà không thể sát cánh cùng vợ. Nhã Phương kể, bé đầu Phương sinh rất nhanh, sinh xong còn dưỡng hớt với mọi người nữa nhưng lúc sau không hiểu sao lại bị băng huyết. Đến sinh bé thứ hai mọi thứ đều êm, chỉ có điều không có ba bên cạnh tại anh Giang lúc đó bận lịch quay. Về việc không ở cạnh vợ trong giây phút vượt cạn, Trường Giang trải lòng, nếu mình gọi điện xin mọi người vẫn gật đầu cho mình quay trễ hay bớt mình một tập vì ai cũng biết con chào đời thiêng liêng lắm. Nhưng đã vào công việc mang tính tập thể mà mình vì chuyện cá nhân làm ảnh hưởng nhiều người thì không đúng. Lúc đó chỉ có Tiến Luật là người thân nhất với mình biết thôi. Hai nhóc tì của cặp đôi thường xuyên xuất hiện cùng bố mẹ trong những dịp quan trọng. Nam danh hài khoe con gái xinh xắn giống mẹ còn con trai rất kháu khỉnh, dễ thương. Trường Giang và Nhã Phương từng xảy ra bất đồng vì cách chăm sóc, nuôi chiều con khác biệt, tôi hay cãi nhau với vợ vì cách nuôi con. Cứ gọi cục cưng, cục vàng này nọ. Nó biết mình cưng nó là nó hư, cứ nuôi dạy bình thường thôi. Khi con đi trúng cạnh bàn bị té, người trong nhà nói do cái bàn để dỗ dành con. Tôi nói không được, con té là do con đi đứng không cẩn thận. Dỗ con kiểu kia mãi thì sau này con có tâm lý đổ lỗi, mọi người mọi việc đều là sai với con thì sao?